Rò bầu dương do lũ rò hụ ở dòng bò sai trào xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, nhỏ trào thật trả tiên trà. Lũ tổ chế rò bầu dương do lũ thờ tính hở chứ rò sai trào của chế dư chế lào, thì lũ chế nó có tư bỏ của bỏ hữu tàu liệt khu tờ tỉa cầu trà. Nó do lũ thờ tính hở tuổi thơ tu trò cao xuân hiệu của nọ nhỏ trong tù xua cầu được hóa tài lệ. Họ luôn trò chế mua dành ga dê tàu tàu lò xì rồng cao. Nó tư tàu say dò tê oan tàu chỉ, kế trừ chỉ thiết của hội trá tờ y dạ dù chỉ nhò trọng tờ tra tê nọ bế bộ chồng. Chứng minh của các cái hiện vật mà có ở các cái đầu bỏ tê đua nhất trò sầu cho và dành cho ca nhất trò hứa lúc chế và tính hiện tính tự tự no mà cũng tư bỏ môn tàu giả đua cho và một dành tự no môn tàu giả liệu và trò sầu của tê chia lì ra là trò ít thiệu và là nông thiên tàu giả tự no tư bỏ tàu hạt tỷ giỏ ý của tư chi và Potter để cử lý của một trận đến được song phòng của tổng một lọ cha tờ thuộc phù thiệu và cha tờ được sở đại bộ tàu đến nơi do tê chú chỉ có thể chỉ dụ về về nhất độ thọng tê nhất độ tận hút sò bổ xương thiên lũ ở chế tính tiền từ nơi giờ tính tiền lọ thợ cho lọ thọng tê u sau nhiều thăng trầm của lịch sử đầu cho nhung tờ cánh cử phường tu trì sinh chế mô sinh tàu tính trà họ trả các mô lòng trò chê vì kể trò trò. Năm 1989, trong ít sáng chỗ bùa, dị chỗ chùa, phường dối Hồng Phong trò các tàu tính trà vì niệm diễn bệnh sảnh hóa phường, dị ẩn thuật du, dị sinh chế mô sinh đề. Cái phường nghệ thuật múa rối nước này thì được phục dựng phường nghệ thuật sáng chế mô hình đen thở no tàu trà cá tinh trà di lịch tệ của chủ trì các lịch kế chạy lúc nành non nhon tự nghệ sĩ bệ sinh dò bổ dương còn tên lo dò tê cử tự nò là cụ liệu của tù giờ đặng văn phát cho ít tù nành xúc bí lò là một chị của tên thở no đã ăn tớ cụ tư giải tàu kết sức gắn tại nghệ sĩ bệ sinh thiệu ở cho nể cho dí cho tì. Đến năm 1992, do trong ý sách chủ bùa cho chỗ ó, Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Giang có tư trữ quyết định tính trà phường Mò Rình Đê Hồng Phòng di lĩnh tại phường Mò Rình Đê Bồ Dương. Trong lần đầu tiên tham gia liên hoan múa rối nước, hầu giờ giúp thơ lò cổng trầu kỹ sĩ từ sinh chế Mò Rình Đê thống tế trở tờ thủ đô Hà Nội trong ý sách chủ bùa cho chỗ lâu. Phường Hoa Trình Đê Hồng Phòng của tư tàu y lũ khổng plì cú áo lũ khổng plì nhẹ y đại thời chúa công đợi bộ văn hóa thông tin. Đây cũng là một trong ba phường múa rối nước của nó có do ít họ tê bê lũ phường của sinh chế Mô Rình Đen tự tỉnh Hải Dương. Họ tê trọng thọ khâu lượng tự phường của sinh chế Mô Rình Đen tự nọ quân chính tàu kế phỉ lị tỉ y mà do lò sầu chỉ mua nành tàu thiê của chỉ mua tàu cho đuôn tự nọ. Ở mà là sầu bé nhia là vua hậu lự bé thế mà là sầu kế ôn thố phùa cha tử cho khề cho tu chi nó trở sinh lúa quân chính đọc kế phi lì ai cũng tức gì nên đây mà các vị chính quyền họ trẻ nhau cũng tức là sẽ xây lót giỏ hậu lự bỏ phụ tên tu chi bỏ khề chế dịu của chiến tự nọ. Từ năm 2001 chỉ trong ác sĩ lệnh ý cho ác sĩ lệnh trào tàu hóa bác mang tờ quý văn hóa Thụy Điển Việt Nam quý phò phường Mò Rình Đê Hồng Phòng cô tứ hội trán trí tàu kế thuật giúp chỉ chia từ năm 2006 chỉ trong ác sĩ lệnh trào phường Mò Rình Đê Hồng Phòng cô tứ khởi lù trào tàu lúc công ty du lịch học viết tích trở thiết tế trần trào dàn thuật giúp chỉ Mò Rình Đê hư sự trào trọng quản chỉ sách tích trở tàu nội sai của chị gọi là rối nước dân gian mà nó mang đặc sắc
cái hồn quê. Bộ sinh hồi giờ thì tế mô sinh đề thọ tế ôn tờ nọ mà giờ nữa. Hãy lọt giọt đồ lúc nânh cả nọ kế hào kế ua nọ nhóm tờ nịch dị bệ sinh thông thờ. Ở trên nọ bế cụ trình chánh khởi tàu tế dụ trì lì thọng tế ưu bọc hẹn trẻ dụ ở chìa. Nọ nhỏ tế dụ trì thọng tế cho lọ lợi tích trẻ chìa. Thế tế đuôn tờ nọ tàu mua và tế sống cho lọ một chùa theo lọ một hía. Đọc trong tờ cụ lì tên tông là cụ mô cho lọ chùa cho mô sinh tên tờ nọ. Đọc trong tờ nọ cụ tư môn tàu giả của số tra. Đọc trong tàu giả cụ tư ở lọ dễ hành. Ở phường dối nước Hồng Phong. Nhất trò phương mô sinh đề Hồng Phong, tê cử trả cho mô sinh nọ, chảnh dò cho ổ, dùa tê đô mô sinh. Chính sự thấu hiểu từ khi hình chính vì kiến gà xía, giả dù chì dì lì ổ, thảo tên trả cho trò thảo thuật tờ, ổ tê trí hình tờ nọ mà cô tư trừ môn tàu hoa tờ giả lò cái mô sinh đề. Làm được một con rối đến khi mà mua được là 7 công đoạn. Cái thứ nhất, ô tàu ít tù mô sinh nó cho đồ thầu mô lò môn thuật tờ mà giờ thầu sàn tù. Thì mà giờ là sầu có sánh tông. Thì ô mà là sầu có sáy tù cấu. Ô chà ô còn được dòng chà thế tù đuôn thơ. Thông tớ ô thế bê thì mà có chú mô chứa cọc hóa. Thả khăn tớ ô còn được chờ. Sau đó thật tự mà họ tù tư dò tiền được tập lê thì trả lời có chú mô plánh là mùa chua trầu còn được gió tập lê. Trong khi nhiều phường rối khác điều kiện con rối tất sự hoàn toàn tàu phường mô sinh chứ cá cho mô sinh sử dụng và họ cho ủa cử nhất luôn tờ nọ chứ cá cho mô sinh tờ nọ sử dụng luôn cầu sư họ nhu thiếu ở lúc chỉ dùng nhất trò họ ủa sử cho lùa là một lịch trả cọ trả tàu cho mô sinh nọ thìa ủa hậu lửa nhua dòng say thế tôi hình thêm một tàu đê. Kiểu ưu sinh tờ phường Hồng Phong tờ no, đâu đô sạch trâu lử, thả trả lên tờ nửa môn tàu giả, lùa giả ô trì khía, mô ô giả lùa trì khía, ý dò sĩ tư nành ô dò thầy chi ô lọ dệ. Ở số thơ mà dò, chúng mô bế lù à, cho lù à nhân phỏn tờ tờ no, lỡ mô cho lò mù tùa sư trẻ dọn hoàn tờ tư mô trừ cho ô nên vào lòng ô lợi dễ quy lý cho chi thở nó thế là đó con hát tê quy lý cho đua chữ hồ lúc bản đề nó lại đó trong thời ôi giản cái là trên thở nó thì mà nhất trong Hồng Phong thở nó nếu mỗi ôi giản thở tỏ cán họ quy giờ cho hoa tài là cô tứ mô cho lòng ba trụ niệm sĩ bệnh sảnh thế. Ngày nay phường rối nước nhìn nó phường mô rình Hồng Phong chân lò lúc chờ tàu trọng của tết chờ tôi một sách của mô rình đê thiết trọng của đợi nọ chiều ở trên hóa một bỏ cho cường thuật dụ trì mô rình đê vì nó do bó khe trẻ dụ ở chìa ý kể của do mô chắc tờ trọng sẽ được báo giò hay nền lý dụ trì bỏ tàu tế nhân lý của do trên nọ dụ trì mô rình đê Hồng Phong tự ô tàu của do biết gì lý tế kế mô rình tại nền dị bệnh sinh loại dạ dụ trì nọ nước Hồng Phong đạt được đều xuất phát từ tâm huyết với loại hình nghệ thuật này của người dân. Hôm nay là cả gia đình tôi cùng đi xem múa rối nước. Nó nọ cú va chê lập ở nên tôi hứa tích xì tôi một say chùa lợi của thuật du mọi chuyện đề. Mọi chuyện đề thời nọ của cô sen tàu lợi ta xì tôi chặt đoạn tại nọ và thay dọn lò của tôi bỏ lợi và xì chữ cho kế của thuật du mọi chuyện đề thời nọ lò xì dòng sách cần cầu lý thiết. Và biên lãnh sư bảo tôi cho cưng thật nó lấy là xích chơi thế là xích có dìa là xích dòng say nhất trong thật nó lấy ở chư cho mọi chân thật nó là xích dòng thiếu ở trâu dùng chia mà chỉ thua kia lì thế thật nó cũng chỉnh muôn tàu thế chú chỉ dòng thế cũng muôn tàu cứ tìm phương dự thế chả sân đầu được tôi sai và trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi đoán nhận hơn nó nhụt đau mà bé của tí nhưng bỏ tàu hóa kế và tàu chạy tàu kế ba màn tờ bộ văn hóa thể thao du lịch sở văn hóa thể thao du lịch thiệu ở chó của papa trọng khoa quy lý đầu tư một chùa tại nó đợt đầu chơi phơ và tổng giám đốc áp một nó bé quy cho cá là một lệ trở theo hậu lực nó tổng giám thiết đăng ký trong ủy ban nhân dân huyện thiệu ở sở nông nghiệp phát triển nông thôn thật tỉnh mua tê và không nói cho là một trò hồ khổng ô cốp. Rồi cái thổ tờ cái chú trì nhất trong tài sản tại nó.
theo tục xưa. Trời lý cái chạy thổng tê, chú dò hấu dò mua cái ngọc ba cổng rùa, mà cô dò thẩu dù chỉ mò rình đê tổng thổ tờ trong những dịp bệnh sinh hấu dò tộc sai. Trên xong, dì lý nút xế cậu dò nút cậu bế lũ bế lý tù, những dịp bệnh sinh hấu dò tự tính trả cái ngọc ba cổng rùa, đỡ của tuổi chế bổ dường, dành cho dò công minh ở tù chú dò. Bởi vậy mà đến ngày nay vẫn lưu truyền vì lý mặt do đô dê no cụ chỉnh muôn cây lũ ba hùa sau tuổi chế đã của ở cái chài họ bà đê mua đua na đua ra tại tùa. Có thể thấy suốt hành trình và tàu tìa hấu lúc cho nhồng bê bụi chồng thò mù để dịp bê sinh dò bộ dường dì lý kế nhịa xuyên trở của tư bó phử tàu tết du trì chồng do trầu ra tên tợ nọ.